đối thủ ngày hôm nay chúng ta từ từ người lên giày kiên cường do trận đấu này là đối đầu với Alice thì chúng ta phải đóng ngay ngay cái giày kiên cường nha. Lea 4 thì mình sẵn sàng mình đập chết luôn. Badum đi đâu ấy? Badum đi đâu đấy? Ông ơi, ngoài chấm gì đấy? Chắc đi cướp à? Đi cướp à? Mình nghĩ là đi cướp. Đứng đây ngoài. Không hiểu Badum là cái gì nữa. Badum đi đâu đấy? Badum ơi! Sao Badum đi support đường này, đường dòng kia mà. Badum, đùm đùm ơi. Để lại cho mình một like, một đăng ký sau khi xem xong video clip trên kênh của các thủ like của mình. Chết tôi rồi. Ông này cứ kiểu bị lạc đàn ấy. Đau lắm, nó chém đau lắm. Bây giờ ơi à, cụt hết cơ mông với chấm má. Ui, phiêu thế. Nó mang một phá, nó mang một phá, nó mang một phá, nó mang một phá. Chết như trời đấy. Nó mang một phá vào đấy mà không tông biến, nó quẹt nó phát nó một phá nó chết ngay. Mày lại đấy, đợi level 4 nha. Level 4 chúng ta sẽ tính sổ nhau. Đợi level 4 đi, nó có level 4 thôi này. Khó quá trời ơi, gặp phải quái vật các bạn ạ. Gặp quái vật rồi. Gặp quái vật rồi. Bắt lẻ, bắt lẻ, bắt lẻ bạn ơi, bắt lẻ. Bắt lẻ này, ăn gì nữa. Nó chối tỉ chưa? Trời đất ơi! Mất xử nó cái liềm. May là vẫn có mạng. May mình là lướt được các bạn ạ. 4-0 rồi. Để chúng nhanh phết nhỉ. Ông bay đi. Làm không à? Nhạt quá, nhạt quá, nhạt quá. Nhạt quá. À, anh like đến mấy giờ? Like tầm 11 giờ nha. Bây giờ cắt bỏ cánh cho má lốc. Bây giờ phải đi viết mạng này, khi mà mình làm xong cái nhiệm vụ đó đẩy trụ rồi chúng ta phải đi viết mạng Nakroth này. Càng đét, càng đét, càng đét. Càng đét, càng đét, càng đét, càng đét. Căng đét nha. Đây là xuống núi rồi. Đây là Zena xuống núi rồi. Đánh không khác thì dừng nha. Anh leo đánh chung á. Đợi nick này lên cao thủ ra mới leo đánh chung được. Mới có 3 ngày leo đơn thôi mà. Đâu có nhiều đâu. Lại là đại ca Malok. Team nó gọi người lên đấy. Thì từ từ mình sẽ làm một pha highlight cho mọi người này. Đó là highlight. Còn đây tiếp tục là highlight. Đó. Đây mới là highlight các bạn ạ. Còn kia hết sức bình thường. Nhạt lắm. Team này không đủ đô mình.
Nhạt lắm các bạn ạ. Ôi trời ơi, tôi vừa làm một pha like các bạn ơi. Trời ơi, là trời ơi. Sướng quá. Sướng quá đây. Hết pin rồi. Ôi trời, đau tim quá. Lại anh ơi, được nghỉ hết tháng 3, nhưng đó là tin giả anh ơi, một câu chuyện đau lòng. Ừ, nói chung là chưa biết được các bạn. Cứ phải đợi hết tháng này, bao giờ thời sự người ta đưa tin chất. Mình xin. Đơn giản là mình xin. Boom. Ông đây ông chỉ bị ăn hành lúc đầu game nha. Bây giờ ông là khác rồi, ông là quái vật rồi. Đây là Zena. Na nó thèm màu xanh mình nắm đấy các bạn ạ. Đông phết. Những vết thương sâu không lành. Trong ngóng nhưng không hy vọng. Bảo kê làm cái gì? Ôi. Thôi nó chết rồi. Mình chỉ dụ tim vậy thôi. Cay chưa? Cay chưa? Chơi hẳn một con tướng gọi là xác to ra man. Con này nó đem lại cho mình cảm hứng dã man các bạn. Kiểu lạ lướt cảm hứng. Cho mình xin tên bản hát á. Chả biết được tại vì cái này là mình đang bật là gọi là nhạc tập gym các bạn ạ. Không biết tên bài hát đâu. Nghỉ nhiều nó học bắt học vừa. Tất nhiên rồi, người ta gọi khổ trước sướng sau mà. Sướng trước khổ sau thế mới giàu. Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. Đau nha. Cứ bình tĩnh. Muốn băng vào giữa tim bạn quá. Sai. Không sao. Mình sai phát đấy có cơ sở các bạn ạ. Thôi đừng ngụy biện cho cái chết của mình nữa. Ảo tưởng quá mất tốc biến vào làm. Không biết làm được mấy bạn để xem lại pha đấy. Là pha đấy nếu mà giết được chúng nó thì đông quá. Ê, nhìn kiểu cảm tưởng mỗi thằng nó còn xì máu. Ôi thằng đi đắc vừa xong nó chạy được. Phí. Đi đắc nó chạy được các bạn ạ. Nhưng mà team ấy phải có những con người hy sinh như vậy thì mới thắng được các bạn. Kiểu rằng team mình đang gặp. Đấy các bạn thấy không? Team mình có thể đẩy trụ được dễ dàng này. Phải có những con người hy sinh như vậy, phải cống hiến như vậy thì mới thắng được. Còn không thì khó lắm nha. Anit nó khó chịu quá. Từ từ. Giờ mà cầm Zena auto thắng, đánh 5 game thắng gần 5 thì đúng rồi. Cầm luôn. Giải cái đen này. Tốc độ đẩy cũng có. Combat cũng khỏe. Ui, một chém các bạn nhìn không? Và trụ đau ra man luôn ấy. Đêm nghe kiểu nhạc này đau đầu quá. Đau đầu chóng mặt quá đi. Trời.
Tà thần anh em ạ. Tà thần đi. Để lại cho mình một like, một đăng ký sau khi xem xong video clip trên kênh của các thủ like của mình. Đó, tà thần các kiểu rồi. Ép thôi anh em ơi, đến ngày tàn của team bạn rồi. Có tốc biến các kiểu đây, mình sẽ bắt thằng xạ thủ nó trước này. Zone bắn đau phết. Thằng Nacros nó phế rồi. Mình chỉ mục tiêu của mình là bắt mỗi thằng ấy thôi, kể cả đổi mạng. Không thấy là zone, à zone nó chết, nó chưa hồi sinh. Đùa. Windows ơi, chơi thế là đủ rồi. Windows, Windows. Win.